Văn hóa Thái đã được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp và tính nhân văn độc đáo, đặc sắc từ văn hóa vật chất đến văn hóa tinh thần, với những phong tục tập quán, lễ hội, dân ca, dân vũ. Hôm nay, nhân dịp được về thăm quê ngoại, tôi đã đến tham gia lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Thái Trắng, lễ hội Then Kim Bang, và có cơ hội được tìm hiểu, chiêm ngưỡng nét đặc sắc của văn hóa người Thái. Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, khi những cánh hoa ban, hoa bó mạ thi nhau khoe sắc, trong tiếng sáo, tiếng trống rộn rã lại thúc giục mọi người ở bản xa, bản gần đến chung vui. Hàng trăm người từ các bản mường khắp nơi đổ về, trong đó có bà con dân tộc khác như Mông, Giao, Hà Nhì trong địa bàn tỉnh và đông đảo du khách thập phương cùng tham gia. Cũng như bao lễ hội khác từng được đến thăm, lễ hội Then Kim Bang cũng được chia làm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ độc đáo để lại nhiều ấn tượng với tôi bởi nét đẹp trong tâm linh cũng như tính thẩm mỹ trong cách trình bày và thể hiện nghi lễ then. Người dân đã đến và chuẩn bị lễ vật từ rất sớm, trong ngôi nhà nhỏ sạch sẽ, trang hoàng đẹp mắt, đúng lễ nghi, với đầy hoa thơm khoe sắc. Tôi được trò chuyện với bà Nông Thị Long, một mê đa, người giúp việc cho bà then, để hiểu hơn về nghi lễ then. Phần then của mình thì sẽ có những cái lễ vật gì ạ bà? Lễ vật thì cũng như thế này thôi, tất cả này là lễ vật hết. Có những gì? Chầu cau. Chầu cau. Đây nó, cá lóng trứng. Rượu đúng không ạ? Rượu là không thể thiếu trong phần lễ rồi. Trong phần lễ thì rượu thì trên hết. Ai tại sao là phải rót hai chén trước ở bên trên ạ? Bà cũng quên hết rồi, không biết từ lâu đời quá. Theo lễ nghi từ đời xưa là các bà chỉ dạy là sẽ phải làm như thế này trước đúng không ạ? Mình có rót luôn cái phần này không ạ? Một tí mới rót. Rót cái này cho. Ngoài cái phần để cúng này ra thì cái phần xính lễ vật thì sẽ có những gì ạ bà? Lễ vật thì cũng chẳng có gì nữa đâu, chỉ có thế này thôi. Vâng. Cháu thấy bên kia là có lợn đúng không ạ? Thì nó sẽ như thế nào bà? Có những con, mấy con lợn này, mấy con có gà không ạ? Có hai con gà với là một con lợn này thôi. Chọn cái này là những mâm này cũng là mâm lễ mà cho bánh kẹo. Cho cả cái hoa quả. Như thế này là đủ chưa bà? Thế này là đủ hết chưa? Đủ rồi. Bà có thể cho biết cái ý nghĩa của cúng then ở đây được không ạ? Từ hồi xưa thì các cụ có câu rằng người Thái thì đến mùa hoa bưởi, hoa mận với đầy hoa bó mạ ấy, bó mạ này, vàng vàng này này. Đến mùa này thì các ông, các bà thì hay đi chơi những trái này. Xong rồi đến mùa thì đi chơi với nhau thế thôi mà. Then được coi là những người đặc biệt trong cộng đồng. Họ có thể gọi hồn, nhập hồn và chữa bệnh. Họ không chỉ là một thầy phù thủy mà còn là một ca sĩ dân gian, người nắm giữ vốn văn học phong phú của dân tộc, một nghệ nhân sáng tạo và truyền bá văn hóa dân gian. Bà Then đánh đàn tính tẩu, thực hiện các nghi thức tâm linh, trình tấu với các đấng thần linh cũng như thay mặt nhân dân, cầu mưa, cầu mùa, cầu phúc, cầu lộc cho gia đình và bản làng, phù hộ để bà con có một năm may mắn, mùa màng bội thu. Hai bên bà Then là ba người giúp việc, có nhiệm vụ lĩnh sướng, sáu cô sao chầu, lúc ngồi chầu quay theo tiếng nhạc, khi đứng lên, múa và hát diễn tả lại lời của bà Then, khiến cho buổi lễ vừa trang trọng, uy nghiêm lại vừa vui tươi hấp dẫn. Lời hát trong Then Kim Bang có thể được coi là một bản trường ca mang tính trữ tình, có nhuốm chút màu thần thoại, chứa đầy sự tích dân gian, thể hiện vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan của người Thái, đồng thời phản ánh những mối quan hệ xã hội,
cũng như đời sống tinh thần của người Thái. Ngoài bàn thờ và lễ vật dâng lên cúng then, Thenkinpang bao giờ cũng có một mâm cỗ cúng tạ ơn những người có công lập bản dựng mường, tạ ơn những vị anh hùng đã có công đánh giặc giữ mường. Bởi vậy, mọi người đến với lễ hội đều tâm niệm, thắp nén hương lên bàn thờ then để cầu nguyện một năm mới may mắn, cuộc sống an lành, gia đình hạnh phúc. Tuy nghi lễ đã kết thúc, nhưng cuộc vui vẫn kéo dài. Người già, người trẻ vẫn say trong vũ điệu bất tận và hào hứng. Bên cạnh những điệu múa nghi thức trong lễ Thenkinpang, còn nhiều điệu múa tập thể giàu tính biểu cảm, thể hiện tâm hồn, tình cảm, thẩm mỹ của dân tộc. Và dường như nghệ thuật múa đã ăn sâu vào máu của người Thái, mà chỉ có những ai đến dự lễ hội mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy. Quý vị và các bạn, sau khi phần lễ đã kết thúc thì chúng ta sẽ đến với phần hội. Tại đây thì bà con nhân dân sẽ được tham gia những lễ hội văn hóa dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái trắng. Chẳng hạn như là ném còn, đẩy gậy, kéo co. Và quý vị có thể thấy trên tay tôi đang là một quả còn. Ngay bây giờ tôi sẽ cùng tham gia trò chơi ném còn cùng bà con nhân dân. Không chỉ được đắm mình trong không gian vui chơi, đến với lễ hội còn được thưởng thức những món ăn là nét đặc trưng trong ẩm thực của người Thái, trông rất hấp dẫn, mang đậm hương vị đồng quê, hương vị của núi rừng Tây Bắc. Cô ơi, cái món này là món gì vậy cô? Món này là món ve sầu. Vâng, nhưng mà ve sầu này không phải là mình đi lắc là được. Mùa này thì mới có. Và muốn được ve sầu non thì mình phải đi đào, đào gốc cây, những cây nào mà hay có ve sầu non đấy. Nhìn cháu nhìn có vẻ còn, rất là thơm đấy. Còn món đây là món nộm, nộm da trâu. Vâng, đây là đặc sản của dân tộc Thái mình. Nộm da trâu đúng không ạ? Vâng. Còn đây là món lươn. Lươn, nhưng mà lươn này là mình phải sấy trước, sấy cho nó khô xong mới về nướng. À, đây là lươn nướng luôn đúng không? Vâng. Làm rất là khó. Kỳ công. Vâng. Kỳ công. Công đoạn làm rất là vất vả. Vâng. Cả cái mâm này thì sẽ thường được làm vào cái dịp nào hả cô? Thường làm vào những dịp mà lễ Tết và cưới xin ạ. Những vâng. Cái dịp rất là quan trọng và trọng đại và lên nhà mới nữa. Thưa quý vị và các bạn, hòa mình vào trong không khí náo nhiệt tưng bừng của lễ hội buổi sáng ngày hôm nay thì Chiêm Hạ thấy rằng trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố của lịch sử, đồng bào dân tộc Thái đã đúc kết được một kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc, phong phú, thể hiện được bản sắc đậm đà của dân tộc mình. Và trong buổi sáng ngày hôm nay còn có một lễ hội, còn có một phần hội thi rất là được mọi người đông đảo quan tâm, đó chính là lễ hội té nước. Lễ hội té nước có điều gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.